Phúc Kiến, chùa Đức Sơn. Rơi, 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 lá gì mà cứ rơi hoài, quét cỡ nào cũng không hết. Sư phụ, tránh qua giùm đi. Coi đó, kêu hoài mà ổng không chịu chạy. Sắp trễ giờ rồi, không chịu chạy giờ đó đó mà. Mau dậy đi, dậy đi mà. Xin lỗi nha, ổng không cho qua kìa. Để tôi xử lý cho. Vì hòa thượng này thật ngại quá. Chúng tôi đang gấp đón thuyền trở về Đài Loan. Có thể nhờ ông đứng dậy nhường đường cho chúng tôi qua không? Thưa gia, để đó cho tôi. Hòa thượng thối, nếu ông còn không chịu đứng dậy thì đừng có trách tôi không khách khí đó. Phúc à, thưa dạ, đối phó hạng người này tôi giỏi nhất đó. Tránh ra, tránh ra, tránh ra đi. Thưa dạ, hắn, thưa dạ, nổi chữ kìa. Hòa thượng, ông đang thử tôi đó. Đất lên trời, trời xuống đất, có nghĩa là đại địa chấn động. Đáp án là động đất. Không thể sắp trả rồi. Sao vậy? Ủa mày chạy mau. Chạy đi, chạy đi, chạy đi. Thưa già, nhìn lên, nhìn lên. Chạy đi, chạy, chạy. Trời ơi. À, thưa già. Hòa thượng à, ông có sao không vậy? Cơ thể của hòa thượng này không sao hết. Người có sao chính là cậu đó. Ta ở đây đã chờ mấy ngày trời, hôm nay cuối cùng ta cũng đã chờ được cậu. Túi giải này là của cậu. Cậu chính là hòa thượng túi giải phổ độ chúng sanh. Nè, theo ta về làm hòa thượng đi. Hòa thượng, ông quả là có chút bản lĩnh, nhưng muốn tôi theo ông về xuất gia, đây là chuyện không thể nào. Tôi vừa mới đỗ đạt công danh, bây giờ chuẩn bị ra làm quan. Giả lại, hòa thượng ở trong lòng tôi là ngày ngày tụng kinh chờ người cúng dường. Tôi thấy hay là vậy, ông đừng làm hòa thượng nữa. Theo tôi về Đài Loan, tôi sắp xếp việc cho ông làm. Phải đó hòa thượng, ông hoàn tục đi. Theo chúng tôi về Đài Loan, thiếu gia chúng tôi sắp xếp công việc cho ông làm, giống như ông bây giờ làm gác cửa đó. Chúng ta đi. Dạ. Hòa thượng ngốc, ông cứ lo làm hòa thượng của ông đi nha, đừng có lo chuyện bao đồng nữa. Hòa thượng túi giải ở chùa Đức Sơn. Đần Quan Quy, cậu tưởng mình là thiên hạ đệ nhất tài tử, theo ta thì cậu là thiên hạ đệ nhất xấu xa. Được rồi, ta sẽ tới Đài Loan chờ cậu. Bụng lớn tròn tròn gánh một cái túi, ai nay gọi ta là túi giải, người làm hòa thượng A Di Đà Phật. Ta làm hòa thượng Đài Loan. Xui xẻo phụ thành. Xuân Phát, sao cậu lại xuống rồi? Không phải cậu muốn nhìn đệ nhất mỹ nữ hả? Trời ơi, không được đâu. Cha của tôi là tri phủ đại nhân, nếu ông ta biết tôi nhìn lén, tôi sẽ chết chắc đó. Không sao đâu, nhìn lén chút thôi. Đúng đó, nhìn chút thôi. Mau lên, mau lên. Đệ nhất mỹ nhân đang đâu? Người đang tụng kinh đó, cậu không thấy hả? Ủa? Vô nại sư thái. Bà ta mà là mỹ nhân hả? Không phải, bà ta là lão chủ trì ở đây. Pháp diệu là vô nại. Người ta đều gọi bà ta là vô nại. Không phải ở kế bên mới phải. Trời ơi, không được đâu. Chắc của tôi là tri phủ đại nhân, nếu ông ta biết tôi nhìn lén, chạy mau chắc chắc đó. Không sao đâu, nhìn lén chút thôi. Để nhìn vị nữ. Sư cô à, là ai vậy? Không có, đâu có ai. Cô nói gì vậy? Sư cô, lẽ nào người đã quên hôm nay là sinh nhật 20 tuổi của con mà. Đúng à, chúc mừng con. Ta đi nấu mì cho con ăn nha. Sư phụ, đừng keo kiệt vậy mà.
Bên ngoài người ta ăn sinh thần đều được ăn mì giò heo hết đó. Không có giò heo cũng phải có trứng đỏ chứ. Trời ơi Chân à, chúng ta là người xuất gia, có rau ăn là đã mừng lắm rồi, con còn đòi ăn thịt nữa. Sư cô, người hiểu lầm rồi. Không phải con muốn ăn mì đâu. Người từng hứa với con, khi con được 20 tuổi, người sẽ cho con chính thức xuất gia làm ni cô mà. A Tú à, chuyện xuất gia không nóng lòng được. Có câu người ta nói Phật độ người có duyên. À phải đó. À A Tú à, chỉ cần con cố gắng tu hành, sau này sẽ có một vị Phật sống tới tiếp dẫn cho con làm ni cô. Vậy người cứ cạo đầu cho con là được. A Tú tỷ, sư cô của tỷ, sư phụ muội, pháp hiệu của người là vô nại, chỉ nghe tên thôi là biết người rất muốn làm ni cô rồi. Vậy thì làm sao mà cạo đầu cho tỷ chứ? Trời ơi, cái con gốc này, để con im lặng nghe là được rồi. Sao lại đánh con chứ? Đi thôi, mau theo ta đi nấu mì. Nè, con còn đứng đó làm gì? Đi mau lên. Ồ, mình làm ni cô, vậy phải chờ tới khi nào đây? Mấy đệ à, nó làm gì vậy? Cho dù một con cá cũng là sinh mạng mà. Con cá này đã chết rồi, tụi để mới lấy ra để chơi thôi. Thật tội lỗi, có thể đưa cho tỷ con cá này không? Phật cùng lớn tròn gánh một túi vải à. Ai nấy gọi ta là túi vải à. Người làm hòa thượng A Di Đà Phật, làm hòa thượng ha ha a ha ha. Ơi, có ai muốn ăn kẹo không? Đây, cái này cho con. À, có chứ, cái này cho con. Đây, từ, hai cục này cho hai đứa. Cá ơi cá, người đó kiếp trước làm ác, kiếp này chịu khổ, đừng oán trách nữa. Về đi. Nè, cô gái à, cô đừng có làm vậy. Nếu như có chuyện gì cứ đứng lên rồi từ từ nói. Sư phụ, con từng nghe sư cô nói Đường Sơn có một vị Phật sống tên là Hòa Thượng Tú Giải, có phải là người không? Con một lòng hướng Phật, xin người độ cho con được vào trong cửa Phật. Dung mạo cô xinh đẹp như vậy, muốn làm ni cô đáng tiếc lắm đó. Nè, đứng lên. Sư phụ, con không hiểu được ý của người. Bây giờ cô không hiểu, sau này cô sẽ hiểu ra thôi. Số cô là người sẽ có gia đình, chẳng bao lâu nữa cô sẽ gặp phu quân của mình. Cho dù là cô không muốn gặp hắn, lẽ nào cô không muốn biết ai là cha mẹ của mình hay sao hả? E là tới chừng đó cô lại không nhận họ thôi. Sư phụ, chỉ cần có thể tìm được cha mẹ con sẽ hết lòng hầu hạ họ. Lý nào lại không nhận họ chứ? Người có biết họ đang ở đâu không? Xem cô kìa. À, điều hiện giờ trong lòng cô nghĩ có là Phật thật không? Hòa Thượng Tú Giải à, cô cầu xin người cho con biết cha mẹ của con đang ở đâu được không? Trần duyên, Phật duyên, mọi thứ tùy duyên. Cha mẹ mình thật ra là người thế nào? Ê, xem đệ nhất mỹ nữ cái gì chứ. Hai ngực tôi bị đá chọi đau muốn chết, cậu biết không vậy? Phải đó, cũng tại xuất phát hết. Cậu là đệ nhất xui xẻo nổi tiếng nhất phủ thành, nếu có mặt cậu ta thì không thể có chuyện tốt được. Hai người đâu phải không biết, đệ nhất xui xẻo như tôi đen đuổi từ nhỏ cho tới bây giờ rồi, hai người còn trách tôi đúng là không có nghĩa khí mà. Nhưng mà nếu có thể thấy mỹ nữ đó lần nữa, tôi chết cũng cam tâm đó. Là cổ đó. Mỹ nữ. Chạy thôi, chạy. Đừng chạy. Cô nương à, cô đừng sợ, chúng tôi không phải người xấu, chúng tôi chỉ muốn nhìn rõ cô hơn thôi. Khoan đã, người xui xẻo như tôi đây làm sao lại may mắn như vậy? Chắc chắn là có vấn đề mà. Cô gan thiệt, ban ngày ban mặt lại dám làm bậy. Lão thì cô tới đâu chạy, chạy đi. Đám háo sắc các người đúng là không biết sống chết, có gan thì đừng có chạy. Sao cô? À Tú à, cô có sao không?
con không sao hết. Ôi trời ơi, mới đó ta đã không thấy con đâu rồi thì biết ngay con đã lén chạy ra ngoài. Ta cho con biết, thế giới bên ngoài nguy hiểm lắm đó, đặc biệt là cái bọn đàn ông kia, không có ai có lương tâm hết. Ta cho con biết, sau này con ra ngoài nhất định phải nói với ta, có mặt ta con mới được an toàn. Đa tạ sư cô, chúng ta về thôi. Mình đi thôi. Sao còn không đi? Đi. Thiếu gia, thiếu gia, coi kìa, rất nhiều người tới nghe đón cậu đó. Mọi người đều muốn tới xem đệ nhất tài tử ở trong phủ thành này. Còn phải nói sao, thiếu gia người đỗ đạt cao, dĩ nhiên phải có người tới nghe đón thôi. Người nói đúng không? Đúng, đúng, đúng. Hiểu ca, hiểu ca. Xuân Phát, mau qua đây. Xuân Phát, đi đâu vậy? Cha mẹ con về rồi. Con Huy, con về rồi hả? Con cái bất hiếu, lẽ ra phải là con trở về thỉnh an cha mẹ, trái lại để cha mẹ phải ra đây đón con. Vậy tốt rồi, vậy là tốt rồi. Thật ra đâu chỉ tới đón con thôi, còn phải đón một người khác nữa. Tới rồi, Phật sống tới rồi. Hiểu ca, Hiểu Huynh ra đi thôi. Bụng lớn tròn tròn gánh một cái túi à, gọi ta là túi giải à, gọi ta là túi giải. Người làm quà thường A Di Đà Phật, ta làm quà thường ha 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 ha. Thưa cha, thì ra là tên quà thượng thúi đó, không ngờ dám tới đây để gạt tiền. A Phúc, đi giật cái túi giải đó lại đây, lấy hết đồ đạc trong đó trả lại cho mọi người. Dạ. Đưa túi giải cho tôi. Đưa đây. A Phúc à, đưa túi giải cho tôi. Tên quà thượng thú này tới tận Đài Loan để lừa gạt, trả tiền cho mọi người đi. Tiền quà thượng này, tiền mà ông gạt được đem giấu ở đâu rồi? Đã bố thí hết rồi. Dịp Lệ Nguyệt, phu nhân nhà giàu nhất. Quang Quy à, con không được nói bậy. Quà thượng túi giả lần nào làm việc giúp chúng ta cũng chỉ nhận một phần tiền thôi, coi như ngày ấy đang kết thiện duyên với mọi người. Những thứ khác đều do mọi người cam tâm tình nguyện cho ngày ấy. Phải đó Quang Huy à. Trần Thiên Tài, lúc trước con cũng chưa trở về. Phủ thành chúng ta 4 năm tháng liệt không đổ hạt mưa, cũng may có vị Phật sống này ngước mặt lên trời nói: ông trời ơi là ông trời, ông đổ mưa được rồi đó. Kết quả đúng là có mưa thiệt. Dạ mẹ, trời muốn đổ mưa đây là sự thay đổi của thời tiết, tuyệt đối không phải vì hòa thượng này nói bậy vài câu là làm đổ mưa được đâu. Giả lại nếu ông ta là Phật thật, chắc chắn không ở đây mà ở trong tượng gỗ được chạm bằng vàng kìa, tuyệt đối không giống như ông ta bây giờ chạy đi khắp nơi khắp chốn nói dốc như vậy. Theo con thấy thì nên giải ông ta lên quan nghiêm trị. Hòa thượng tôi giải bên đó kìa. Ý, báo ứng tới thật rồi, nói đâu có đó. Tên hòa thượng chỉ biết nói dối này, có chuyện gì tới nhà môn nói đi. Cùng mệnh lệnh của tri phủ đại nhân, áp giải hòa thượng tôi giải về nhà môn. Giải đi. Dạ. Đi, đi. Đừng bắt hòa thượng tôi giải, tôi giải mà. Đừng bắt mà. Xuân Phát à, cha của con bắt hòa thượng tôi giải làm gì chứ? Con cũng không biết, để con đi coi thử. Làm gì vậy? Muốn giết người à? Ra ngoài. Dạ. Kim Dũng, tri phủ đại nhân. Quỳ xuống lẹ lên. Và bẩm Phật sống, con xin lỗi ngài. Thật ra thì đệ tử muốn mời ngài chỉ dẫn cho đệ tử thôi. Đệ tử nghĩ là chắc ngài rất bận, nên phụ thể chúng tôi mới nghĩ được cách này để mời ngài tới, và xin ngài lượng thứ cho. Dạ phải Phật sống. Thật ra chúng tôi chỉ có một vấn đề nhỏ. Đây là con trai của tôi tên Xuân Phát, xin ngài xem giùm cho nó, xem tiền đồ sau này của nó như thế nào vậy. Dạ là gì? Con trai của tôi á, dù buôn bán bất cứ thứ gì cũng đều bị lỗ hết. Tôi nghĩ chi bằng không cho nó làm ăn gì nữa. Tôi cứ muốn cho nó đi làm ăn đó. Ông xem, dưỡng phu của nó ra làm ăn kiếm cả đống tiền không tốt hèn sao. Đâu có giống như ông đâu. Ông đi làm quan từ sáng tới tối cứ lo sợ đủ thứ chuyện trên đời. Lúc thì lo hoàng thượng chém đầu của ông, lúc thì lo thuộc hạ không chịu nghe lời ông họ sẽ làm phản. Ra ngoài thì lại sợ đạo tặc làm loạn, ở nhà thì lại sợ tôi sẽ trở mặt với ông. Làm quan có gì hay đâu chứ. Phu nhân à, con trai mình đang ở đây mà cũng chừa cho tôi chút thể diện. Vốn dĩ là như vậy mà, còn sợ người ta biết nữa hay sao. Phật sống à, cho dù là tốt hay là xấu, ngài cũng khai thị cho chúng tôi một chút đi ha. Mẹ à, cha à, hình như sư phụ ngủ mất rồi. Ngủ hả? Đúng là ngủ thiệt đó mà còn ngáy rùm trời nữa kìa. Đừng có làm phiền ngài, để cho ngài ngủ. Khốn kiếp, tính tình của tỷ tỷ tôi hiểu nhất.
Tỷ ấy khi không bắt hòa thượng túi chải tới nhà họ chắc chắn là có mục đích. Đúng vậy, đúng là đê tiện mà. Tỷ ấy cũng không nghĩ xem ta là người giàu có nhất phủ thành. Theo lý mà nói, muốn mời hòa thượng tu giải tới khai thị, phải là Trần gia chúng ta mời trước mới đúng. Kết quả lại bị bọn họ giành đi hết. Cha mẹ, hai người và dì con giành ông hòa thượng đó để làm gì? Thì là dì con đó. Quang Huy, con là con trai một của Trần gia. Mẹ con muốn mời hòa thượng tu giải tới khai thị cho con là muốn tốt cho con, muốn con được may mắn, muốn chúc phúc cho con. Dạ, con dựa vào thông minh tài trí của mình thi đỗ đạt công danh, bây giờ chuẩn bị làm quan rồi. Con cần gì phải dựa vào một tên hòa thượng chỉ biết nói láo lừa ăn gạt uống tới khai thị cho con, tới chúc phúc cho con. À, lão gia, uống trà đi. Cô Vân. À, lão gia, lời của tên hòa thượng tú giải đó nói hai người tuyệt đối không có thể tin. Bởi vì lúc thiếu gia của con gặp phải ông ta ở Đường Sơn, ông ta còn kêu thiếu gia con là hòa thượng nữa. À Phúc. Dạ. Kêu Quan Quy nhà chúng ta làm hòa thượng, vậy làm sao được chứ? Quan Quy là con trai độc nhất của nhà họ Trần mà. Mẹ, mẹ yên tâm, không chỉ con không đi làm hòa thượng, con còn phải nối dõi tông đường để khai chi tán diệp cho Trần gia chúng ta. Vậy mới phải chứ. Nhưng mà sự việc này phải mau chút đó. Tới đây, tới đây, tới đây. À, vào đi, vào đi. À, vào đi. À, đứng yên đó, à, đứng đó. Bước lên trên một chút. Quang Huy à, con mau chọn đi. Mau, mau chọn đi con, chọn đi. Mẹ, mẹ đang làm cái gì vậy? Quang Huy à, con coi coi con thích người nào, cha mẹ lập tức đi cầu thân cho con. Mẹ, con là đệ nhất tài tử của phủ thành, dĩ nhiên phải cưới mỹ nhân số 1 rồi. Dạ, người cho cha mẹ tìm tới, cha mẹ tự giải quyết đi. À, ê, thiếu gia. Tiên tử trong mộng, chúng ta lại gặp nhau rồi. Tiên tử, tiên tử à, về ta giới tiên tử. Tiên tử à, thì lão thật, đã mất tiêu rồi. Tiên tử, tiên tử. Sao lại là tên hòa thượng nói láo này chứ? Ở Đường Sơn, ông cản đường của tôi, bây giờ ông lại cản đường của tôi. Giấc mộng của cậu là một cái bẫy, cản trở cậu là muốn tốt cho cậu thôi. Ta nói cho cậu biết, ta là hậu thế của cậu, cậu là tiền kiếp của ta, cậu chính là ta, ta chính là cậu. Chúng ta có một tiền kiếp rất nổi tiếng, pháp hiệu của hắn là Khiết Tử, mọi người đều gọi ổng là hòa thượng túi giải. Ông nói tôi là hòa thượng túi giải, đừng có nói bậy. Tôi phải đi tìm tiên tử của tôi, ông đừng cản được tôi. Ê? Ờ? Đã nói ông được cản đường mà, tránh ra. Nè, thả tôi ra. Ta sẽ để cho cậu xem tiền kiếp của cậu. Hòa thượng, tôi không muốn làm hòa thượng. 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 Có nói người ta chỉ đừng ta tới. Cười là cười, cười hiếp mắt, cười cái bụng ta to. Tôi không muốn làm hòa thượng. 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 Chuyện gì vậy? Ai vậy? Như vậy mà coi được hả? Nè, chúng ta mời ông ta tới, ông ta lại ngồi ở đây mà ngủ, lại còn ngủ suốt từ ngày hôm qua cho tới bây giờ luôn. Hòa thượng thúi này, ông mau dạy cho tôi đi. Sức chịu đựng của tôi là có giới hạn đó nha. Ông mà còn không lên tiếng, tôi sẽ đem bỏ tù ông thiệt đó. Mẹ à, đừng có như vậy mà. Sư phụ à, mẹ của tôi bây giờ đang giận nên mới nói lung tung mấy câu.
nói gì cũng được hết. Cho dù là sau này tôi không cưới được vợ, hay tuyệt tử tuyệt tôn, hay là thân thể tàn phế phải làm ăn mày, ông cứ nói thẳng ra đi, không sao hết, tôi chịu hết. Bội phục, không cần ta nói, cậu đã nói hay lắm rồi. Ý ông muốn nói con trai ta không lấy được vợ, ta sẽ tuyệt tử tuyệt tôn hả? Hả? Ý của ông là con trai ta sẽ làm ăn mày hả? Người xui xẻo nhất thiên hạ như tôi, thật sự đen đủ như vậy sao? Hòa thượng tu giải ơi, ông đừng đi mà. Hòa thượng hả? Ông làm sao nói này đi mà hài lại đi. Đừng có đi mà. Bụng lớn tròn tròn gánh một cái túi. Ai nấy đều gọi ta là túi giải. Lấy rượu ra đây. Nè, hôm nay chúng ta phải uống tới chỉ một bữa. Cạn ly, cạn ly, cạn ly, cạn ly. Xin mời Dục. Biểu ca, bao nhiêu cô gái đi Quynh chọn, Quynh lại không tìm được một người mình thích. Quynh đúng là khó hầu hạ thiệt. Xuân Phát à, biểu ca đệ là đệ nhất tài tử Phủ Thành. Đệ nhất tài tử dĩ nhiên phải phối với đệ nhất mỹ nhân, có đúng vậy không? Đúng, tài tử phải phối mỹ nhân chứ. Tài tử phối mỹ nhân rất bình thường mà, các người đang cười cái gì? Biểu ca, lúc trước Quynh đi thi nên không biết thôi. Đệ nhất mỹ nhân đó đã lấy chồng sanh con từ lâu rồi. Nè, nghe nói bây giờ dáng dấp của cổ mập thù luôn vậy nè, nhìn thấy là hết hồn luôn đó. Nếu là đệ nhất mỹ nhân mà bây giờ Quynh đệ của chúng tôi thừa nhận thì cổ lại không thể lấy Quynh được. Làm gì có chuyện không thể. Tôi là đệ nhất tài tử Phủ Thành, đại trai dáng của một anh tài, đầu óc có trí tuệ, một bụng văn chương. Tôi không tin có một cô nương nào có thể từ chối tôi. Cho dù cổ đã có hôn ước, tôi cũng bắt cổ hồi hôn để lấy tôi. Biểu ca, cổ là ni cô. Cho dù Trần Quang Huy Huynh ghê gớm cỡ nào, khi gặp phải ni cô cũng không thể nào mà lấy Huynh được. Tôi không tin. Cho dù cổ là ni cô, tôi cũng bắt cổ hoàn tục lấy tôi. Biểu ca, Huynh đúng là có chí khí. Được. Nếu Huynh đã hạ quyết tâm, vậy bây giờ tôi sẽ dẫn Huynh đi tìm cổ. Đi thì đi, có gì phải sợ chứ. Nè, chúng ta cạn chung đi. Nè, cạn ly. Cạn. Đi. À, Quynh thật sự muốn lấy Nico đó làm vợ sao? Làm gì có chứ. Lát nữa nhìn thấy cổ thì ta chơi cổ xấu. Lúc đó không phải là cổ không muốn lấy ta, mà là ta không chịu cổ. Vậy là giải quyết được rồi. Bà Quy, mau lên. Tới liền. Cổ đang ở đâu vậy? Gõ cửa đi. Có ai trong đó không? Biểu ca, chắc không có ai đâu, chúng ta về thôi. Gõ lại cái nữa đi. Thử lại đi. Gõ lần nữa. Có ai trong đó không? Quynh là ai? Ta là Trần Quang Huy, là cử nhân tân khoa. Cử kia gì chứ ta không biết. Quynh tới đây làm gì? Tôi nghe nói Amnico này rất nổi tiếng nên muốn tới tham quan một chút. Rất nổi tiếng sao tôi lại không biết? Rõ ràng là ăn nói bậy bạ, chỗ này không cho tham quan đâu. Hay là hãy mở cửa để chúng tôi thắp nén nha. Muốn lại Phật quỷ ngoài lại là được rồi, vô đây làm gì chứ? Lại Phật ai đời lại như vậy chứ? Quynh không nghe người ta nói hả? Lại Phật là xem lòng thành, lại ở đâu cũng giống nhau thôi, tâm thành ắt linh. Nico này quả là lợi hại. Được, vậy rốt cuộc muốn ta phải làm sao thì cô mới chịu mở cửa? Tức là sao? Tiền ngang giàu đó. Biểu ca, đừng có cho mà, ai đòi lại như vậy? Mở cửa. Nè, người đang ăn cướp hả? Lấy tiền lại không chịu mở cửa. Vừa rồi Quynh hỏi tôi phải làm sao mới chịu mở cửa, đâu có hỏi tôi làm sao mới chịu để cho các người vào. Vừa rồi tôi nhận tiền có mở cửa mà. Ngươi muốn làm sao mới chịu mở cửa cho bọn ta vào đây hả? Không được, sư phụ tôi có căn dặn, dù là bất cứ ai cũng không thể vào trong. Đúng là chụp ta tức chết mà. Ta cho ngươi một cơ hội nữa, nếu còn không mau mở cửa, ta sẽ dỡ toàn bộ Amnico này xuống. Thiệt là đúng lúc, dù gì tôi cũng không thích sống ở đây, muốn dỡ Quynh cứ dỡ đi. A-di-đà-phật, bọn háo sắc các ngươi, nếu còn không đi mau, tôi sẽ đánh các ngươi thành đầu heo luôn đó. Chạy đi, cái bà lão đi cô đó dữ dằn đến đau lắm đó. Chạy đó, chạy đó. Chạy.
Xin lỗi, xin lỗi nha. Đau, chết tôi rồi. Xin lỗi, xin lỗi. Các người tới đây làm gì? Chẳng qua là muốn tới quý am cúng kiến. Ở đây không cho người vào trong, đi mau đi mau. Dạ. Trời ơi. Dạ. Sao ngươi có lá cờ này? Ngươi là ai? Bởi vì tôi muốn lên kinh dự thi. Dượng phu tôi kêu tri phủ đại nhân cho tôi mượn để tránh tà phong thân. Còn biểu đệ này của tôi, Xuân Phát, chính là công tử của tri phủ đại nhân. Ngươi là công tử của tri phủ đại nhân? Ngươi là biểu ca của hắn? Thì ra là vậy. Ờ, đi theo ta, đi theo ta. Mình vào trong đi. Chân à, mau mở cửa. Sư phụ có căn dặn, bất cứ ai cũng không được cho vào. Ta là sư phụ con nè. Nếu con còn không mau mở cửa thì khỏi ăn cơm tối luôn. Mời vào trong. Con nhà đầu chết tiệt này. Cái con tiểu Nico này, cho ăn cơm mới chịu mở cửa hả? Mắc mớ gì Quynh. Vị sư thái này nhìn thấy lá cờ thì rất sợ, nhưng nghe danh hiệu tri phủ đại nhân lại không sợ gì hết. Liệu còn có ai oai phong hơn cả người làm quan chứ? Kim công tử à, tháng nào cũng do cha cậu đích thân tới, lần này sao lại kêu hai người tới? Có mang tiền tới không? Tại sao cha tôi phải cho bà tiền? Ổng làm gì có tiền chứ. Sao ổng lại không có tiền? Amnico này là do ổng bỏ tiền ra xây mà. Cả chuyện Amnico này là do ai xây dựng người cũng không biết. Lý nào do tri phủ đại nhân sẽ hai người tới chứ? Thật xin lỗi nha. Thực ra hôm nay chúng tôi tới chỉ đơn thuần là lạy Phật thôi. Đúng vậy, đúng vậy. Vừa rồi coi như tôi không có nói gì. Đừng có để tâm, đừng để tâm nha. Chân à, đưa họ vào Phật đường lạy Phật đi. A-di-đà Phật, bần ni cáo từ. Hai người nhỉnh gì? Vào lại đi. Phật tổ ở đây nè. Lại xong thì hai người về được rồi đó. Tiểu muội muội à? Kêu là tiểu sư phụ. Tiểu sư phụ, nghe nói chỗ các người có để nhất mỹ nữ Phủ Thành, không biết cô đang ở đâu? Cái này cho cô mua kẹo, bây giờ có thể dẫn ta đi gặp cổ không? Quynh đã thấy đệ nhất mỹ nữ Phủ Thành rồi đó. Hả? Đệ nhất mỹ nữ? Đâu có. Ở đâu hả? Là tôi nè. Cô? Cô là đệ nhất mỹ nữ Phủ Thành? Sao Quynh biết năm số năm nữa tôi không phải là đệ nhất mỹ nữ Phủ Thành chứ? Phải. Nhìn dung mạo của cô, năm sáu năm nữa chắc chắn là đệ nhất mỹ nữ Phủ Thành. Nhưng thật xin lỗi nha, bây giờ người tôi muốn thấy mỹ nữ đệ nhất Phủ Thành hiện giờ đây. Phải đó, như vậy thì tôi hiểu rồi. Đi theo tôi. Nè, mau ra ngoài kêu mọi người vào đây. Quynh phải nói không lấy đi cô này trước mặt mọi người, vậy thì sau này không có ai bàn tán nữa. Được, để đệ kêu cho. Mau lên đi. Tới liền. Đệ nhất mỹ nữ Phủ Thành gì chứ. Nhìn từ sau lưng á, đã không có dáng dấp gì hết, gió thổi là bay mất. Chính diện thì khỏi cần nói nữa rồi. Đi thôi, đi thôi. Phải đó, cổ còn không có chân nữa. Bởi vậy không có chân tức lầm mà. Biểu ca, thì ra đệ nhất tài tử Phủ Thành nhìn thấy ma cũng biết sợ đó. Sợ gì chứ, vừa rồi ta không nhìn rõ thôi mà. Ê nè, tới kìa. Sư tỷ. Tiên tử, tiên tử trong mộng của ta. Đúng là cổ đã đi ra từ trong mộng của ta. Sư tỷ, các người là ai? Nè, sư tỷ tôi đang hỏi các người đó. Biểu ca đang hỏi huynh đó. Đi mau, đi mau lên, mau lên. Tại hạ là đệ nhất tài tử Phủ Thành Trần Quang Quy. Cha của tôi là người giàu nhất Phủ Thành. Dưỡng phu tôi là tri phủ đại nhân. Quan trọng nhất là năm nay tôi 25 tuổi, vẫn chưa thành thân. Nè, nói dài dòng vậy làm gì chứ? Cứ nói thẳng Quynh tìm sư tỷ tôi có chuyện gì đi. Hồ, biểu ca ta đã nói rõ ràng lắm rồi. Biểu ca ta muốn cưới sư tỷ của cô. Công tử, tôi là người xuất gia, Quynh tìm làm người rồi. Tôi nói Ê, thật mà. Công tử, người Quynh đã gặp
rồi, có thể về rồi chứ. Nếu tôi thắng được Phật trong đồng cô thì sao? Huynh nói gì vậy? Nếu tôi thắng được Phật trong lòng cô sẽ hoàn tục để lấy tôi. Thế nào hả? Biểu ca, tượng Phật tổ được khắc từ gỗ đó, huynh làm sao so cao thấp được? Hiện giờ ở trong phủ thành, chẳng phải có một Phật sống sao? Ý huynh là hòa thượng túi giải sao? Sư phụ, con một lòng hướng Phật, xin người độ cho con được vào cửa Phật. Chẳng bao lâu nữa cô sẽ gặp phu quân của mình, thật đáng tiếc. Còn háo sắc các người đúng là giỏi làm càn. Còn không đi mau đi. À Chân à, đóng cửa. Dạ sư phụ. Vậy đi, có rảnh lại tới nha. Tiểu sư phụ, chỗ các người là Amnico, sao lại kêu người ta có rảnh lại tới chứ? Tôi không phải Nico, chỗ của chúng tôi không phải là Amnico. Chân à, con lại nói bậy bạ gì ở bên ngoài vậy? Mau vô trong. Còn không đi mau. Đi. Biểu ca, để thấy bà sư thái đó, ánh mắt bà ta rất kỳ quái. Cái Amnico này chắc chắn là có vấn đề rồi. Huynh cũng biết chắc chắn có vấn đề, chỉ có điều... Ê, vừa rồi sư thái đó có nói là Amnico này do cha đệ xây nên. Vậy chuyện này để cứ về nhà hỏi cha đệ là biết thôi. Đúng, đi hỏi cha của đệ. Nhà độc thú chỉ biết nói bậy thôi à, thiệt tình. Gì chứ? Đừng có giả ngốc nữa, đưa ra đây. À, trời ơi, con nghe đầu này thì thích nói nổi mà. Nếu như con còn nói bậy, ta sẽ đánh con đó. Con đâu có nói sai, chỗ này cơ bản không phải là Amnico. Nico ở chỗ này đều là giả hết, mục đích chính là để chăm sóc cho A Tú tiểu thơ. Thiệt tình mà, con nhỏ tiếng một chút đi, sao con biết được chuyện này? Lần trước tri phủ đại nhân đó tặng cho sư phụ xong giò heo và rượu cao lương, hôm đó sư phụ uống say, một hai đời nói cho đưa người lên giường đó. Ồ, vậy thì rượu và thịt còn lại đâu? Ở chỗ con nè. Giò heo đúng là rất ngon, rượu cao lương con không thích nên em đổ rồi. Hả? Sao con lại lãng phí như vậy chứ? Hả? Hại ta tìm cả buổi cũng không thấy nữa. Nè, ta cho con biết, sự việc này không được nói cho tiểu thư biết nha, nghe chưa? Con muốn ăn giò heo. Con đó. Sao đây? A Tú tỷ, mua cho tiền. Được rồi, hôm khác sẽ mua cho con ăn. Ở đây không có chuyện của con, đi rửa chén bát ở dưới bếp đi. Được, sư phụ nhớ phải mua cho con đó. Đi mau. A Tú à, sư cô, sao người có thể để đàn ông vào Amnico chứ? Con xem đó, cái ăn, cái ở, cái mặc của chúng ta đều do cha của Kim công tử bỏ tiền ra. Cậu ta muốn tới hỏi thăm chúng ta, ta cũng không tiện từ chối. Nhưng vị Trần công tử đó nói những chuyện không đâu vào đâu, còn nói huynh ấy và hòa thượng túi giải sao cao thấp. Con thật sự rất lo lắng. Lo lắng cái gì? Người chữ nghĩa bọn họ nói chuyện đều như vậy đó. Ta thấy cậu ta không có bản lĩnh đó đâu. Lỡ như nếu cậu ta thắng thiệt thì chứng tỏ cậu ta có bản lĩnh thật, con lấy cậu ta cũng tốt thôi. Cả người cũng nói như vậy. Có người từng nói như vậy rồi hả? Đâu có. Cha. Ủa, con chưa ngủ à? Con có chuyện muốn thỉnh giáo cha một chút. Vào đây. Cha. Ngồi đi con. Mẹ ra ngoài rồi hả? Đúng vậy. Có chuyện gì à? Cha, con hỏi cha, chúng ta làm người có phải không nên nói dối không? Dĩ nhiên rồi. Cha làm quan cả cuộc đời, cái điều quan trọng nhất chính là làm người nhất định phải thanh bạch rõ ràng, mới không hổ thẹn với lương tâm của mình. Nếu mà làm người không thành thật sẽ bị thiên lôi đánh đó con à. Hay, lời cha nói rất là hay.
Vậy tại sao cho phải quyên tiền xây miếu Nico chứ? Muốn sao cô biết? Là vô nãy sư thái nói đó. Chà, nhân lúc mẹ không có đây, tốt nhất cha nên thành thật nói cho con biết, có phải cha lén nuôi vợ bé bên ngoài không? Thôi được rồi, cha nói thẳng con biết rồi. Cái chuyện với vợ bé này thì cha con nghĩ tới mấy lần rồi, kế hoạch cũng tính rồi, nhưng mà cha thật sự chưa làm. Vậy cha xây am Nico đó rốt cuộc để làm cái gì? Thì cha làm công đức cơ mà. Thôi được rồi, cha nói thật cho con biết, nhưng con không được nói với mẹ con. Phụ nữ hay suy nghĩ lung tung lắm. Ta và vô đại sư thái đó chỉ là bạn thân mà thôi. Ta thấy bà ta rất là tội nghiệp, nghèo khổ, vậy cho nên ta mới xây am Nico cho bà ở. Thật vậy sao? Vậy hai người trốt cuộc có quan hệ gì? Cái đâu có quan hệ gì đâu, tuyệt đối không mà. Ồ, bởi vậy con mới nghi, sao cha lại thích lão Nico đó được chứ? Đúng rồi, con nói rất đúng, làm sao cha thích được chứ. Bây giờ con nói vậy mà không lo làm ăn, lại đi nói mấy chuyện tào lao này hoài, đi lo buôn bán đi. Dạ được. Sẽ tới, tôi chờ ông lâu lắm rồi đó. Dĩ nhiên ta phải tới chứ sao, ta cố tình chửi bà đó nghe chưa. Ai biểu bà nói với con trai ta am Nico là do ta xây? Ông còn dám nói nữa, thằng con trai cưng của ông hôm nay dẫn Trần Quang Huy tới ngắm A Tú, còn trực tiếp nói muốn cưới nó. Nè, nếu để tên Hải Diêm Dương biết được con gái ổng bị người ta bắt đi mất, ông nghĩ có phải chuyện này rất nghiêm trọng hay không đây? Nhỏ tiếng chút đi. Lỡ như mà cái chuyện ta và Hải Diêm Dương có dính líu đồng lại ra ngoài rồi, thì cái chức tri phủ đại nhân này không thể giữ được nữa, mà cái đầu cũng rớt xuống đất luôn. Nghe nói Đài Loan có rất nhiều hải tặc, không ai dám tới đây để làm huyện lệnh. 20 năm trước, không ngờ một tuần tra cửu phẩm như ta lại chiếm chỗ khuyết này. Không liều thì làm sao ngóc đầu lên được. Như vậy mới đúng là quan tâm diệu tổ chứ. Tiểu thư cẩn thận, đại nhân cứu mạng, hải tặc tới rồi. Hải tặc vậy đấy chứ? Đâu đâu hải tặc đâu, hải tặc đâu? Đại nhân, đâu? Có hải tặc đang đuổi theo chúng tôi. Hải tặc hả? Làm gì có? Có ta đây rồi, hai người không sợ nữa. Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân. Mà hai người nói ai đang đuổi theo? Là Hải Diêm Dương, Lưu Vĩnh Thắng. Xui quá trời vậy. Ta bỏ tiền mua tin tức rồi nói con đường này an toàn nhất mà, không ngờ như vậy mà cũng gặp phải. Hơn nữa còn là tên ghê gớm nhất nữa, đúng là đen quá mất rồi. Thua người không thua trận, cứ liều đại coi sao. Một tên Hải Diêm Dương nhỏ bé đó còn lâu ta mới sợ. Vừa rồi hai người mới nói Hải Diêm Dương đang đuổi theo, sao ta không thấy? Ê, đừng có sợ. Ta là Lưu Vĩnh Thắng. Tên huyện lệnh mới nhậm chức nhà ngươi, làm quan không sợ chết, có phí khách lắm đó. Mày đâu, bắt tên hải tặc này lại. Dạ, dạ. Thì ra ngươi cũng là thứ cẩu quan sợ chết. Nếu Quỳnh dám giết cổ, tôi sẽ chết chung với đứa con trong bụng của tôi luôn. Mỹ Phụng à, muội mau đứng dậy đi. Ta biết là muội còn yêu ta, tại sao muội thà là chết cũng không bằng lòng đi theo ta? Tôi đúng là có mắt như mù, mới đi yêu tên Hải Diêm Dương giống như huynh. Bây giờ tôi đã không còn mặt mũi trở về nhà mẹ nữa rồi. Nếu huynh còn ép tôi trở về với huynh, tôi sẽ chết cho huynh coi. Muội đừng làm như vậy. Được, được, chuyện gì ta cũng hứa với muội.
gì hả? Sẽ lên hồ để thả mạng. Đừng giết tôi mà. Tôi không cần làm quan nữa. Không cần làm quan nữa. Không những ta muốn ngươi làm quan, ta còn muốn ngươi làm quan lớn. Sư phụ, bài tập vừa nhiều vừa khó, người có thể giết giúp con không? Được thôi, nhưng mà con cũng phải giúp ta làm một chuyện. Là chuyện gì vậy? Taxi giùm ta đi. Taxi. Nhưng mà mũi của ta vẫn còn rất ngứa. Sư phụ, mũi ở trên mặt của người, tụi con ác xì giùm người dễ như nhiều ít rồi. Vậy là đúng rồi, làm bài tập cũng giống như ác xì vậy thôi. Các con phải tự mình giết mới có thể hưởng thụ cái lợi của học vấn. Nếu như ta giết giùm các con, học vấn sẽ trở thành hưởng thụ của ta rồi. À, thì ra là như vậy hả? Ăn cám trả vàng, thi ân đồ báo. Người thầy ta chăm sóc mỹ phụng đàng hoàng, ta bảo đảm sau này chỉ cần là nội hạt của ngươi tuyệt đối không có hại tận. Nhưng mà nếu như cổ và đứa bé trong bụng có chuyện gì sơ suất, ta sẽ giết cả nhà ngươi để chôn theo. Nghe chưa? Nghe chưa? Dạ nghe, nghe rồi. Trong này có một lá hắc lệnh kỳ, bảo đảm sau này cho dù ngươi đi tới đâu, ta cũng dám chắc ngươi bình an vô sự. Là ta, là ta. Quý đừng qua đây. Mỹ Phụng à, ta đi đây. Nếu như muội chịu tha thứ cho ta, thì kêu tên Cẩu Quan này tới bờ biển Phất Hắc Lệnh Kỳ, ta sẽ trở về thăm muội. Quỳnh cứ đi đi. Từ nay về sau, tôi sẽ ăn chay niệm Phật. Hy vọng Quỳnh sớm ngày tỉnh ngộ, đừng giết người nữa. Trước ta đã cất ngôi miếu này cho mấy người ở. Không ngờ là sau khi Mỹ Phụng sanh ra, A Tú lại chết vì sanh khó. Hai mươi mấy năm nay, ngày nào ta cũng thom thóp lo sợ, sợ hãi Diêm Vương trở về tìm ta để báo thù. Cũng tại bà hết, ta đã dặn dò bà rồi mà không được để người khác biết A Tú dọn tới đây. Để bây giờ để người khác thấy rồi, để còn đồn đại A Tú là đệ nhất mỹ nhân của phủ thành này. Bây giờ lớn chuyện rồi, mà thấy chưa? Nè 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 nè, ông đang nói cái gì vậy hả? A Tú là người, có phải chó đâu. Tại sao nó không thể ra ngoài? Giả lại nó còn phải lấy chồng sanh con. Lấy chồng sanh con hả? Nếu như lấy nhầm người, cả nhà ta chết trong tay bà. Lấy lầm người hả? Cũng đỡ hơn tôi già lụm khụm chờ chết ở đây. Nhớ khi xưa tôi cũng xinh đẹp trẻ trung như ai, còn bây giờ lại phải ở đây làm ni cô, đúng là bất lực mà. Bà có gì bất lực đâu, còn có ta chăm sóc cho bà mà. Tôi chờ câu này của ông đó. Hey, mà hãy Diêm Vương này, ngày nào mà chưa chết thì ta không biết phải nuôi các người lớn cho tới khi nào nữa đi. Nè, tiền sinh hoạt tháng này á. Hả? Ý ông là chăm sóc kiểu này sao? Giờ sao chết phải không? Bà phải biết là thế tử của ta giữ tiền chặt quá. Ta có được chút tiền này đã nhiều lắm rồi. Nếu bây giờ không cần, ta cất vô nghe. Ê, tôi tên vô nại không phải vô não đâu. Có tiền đứa nào lại không lấy, vẫn nhận. Nè, đã nhận tiền rồi thì bà phải làm việc. Bà phải nhớ là sau này cho dù con trai ta hay là Quan Huy, tuyệt đối không để được bọn chúng dính líu tới A Tú gì hết, biết chưa? Được rồi, tôi biết. Thôi được rồi, giờ ta đi. Ê, đại nhân. Rồi chuyện gì nữa? Tôi sống ở đây có một mình, chỉ quen biết một người đàn ông là ông. Ông không thấy tôi rất đáng thương hay sao? Có chứ, đúng là rất đáng thương. Nhưng mà ta chỉ cần nghĩ tới cái tiền riêng hàng tháng của ta đều bị bà lấy hết, ta thấy mình đáng thương hơn bà nữa. Thôi làm ơn tránh qua dùm cái đi, tránh qua đi. Đại nhân à.